Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay shop em xin giới thiệu tất cả cô chú anh chị gồm một số đôn voi nha, và một số cây kiểng giá cũng hữu nghị, thì rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em. Gồm mai chiếu thủy Linh Sam và một cặp nai Sam siêu bông Nguyệt Quế và bằng lăng rừng nha cô chú anh chị. Và số 1D cặp đôn voi. Hàng này Biên Hòa. Cao voi là 58. Dài voi này là 52. Dài mình voi. Hàng khá là dày đặc nha cô chú anh chị. Dày dặn. Chân đế này dài 30. Rộng mặt đôn là 24, dài mặt đôn là 32. Đó, chân người bao nhiêu? Này hả? Vậy là 21 nha cô chú anh chị. Hàng mới cho nên độ lành tích cao nha. Và hàng này cô chú anh chị mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ thẳng về em khi mà mình đang kiểm tra hàng nha. 1D. Một cặp voi như thế này em giao lưu với giá là 3.500.000. Hai con giống nhau về kích thước và hoa văn nha. Rất là dày dặn. Rồi, 3.500.000 hai con bao ship. Cặp số 2. Hàng đó thì bên em không đảm bảo số lượng nha. Nó chỉ có một vài cặp thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 2. Cặp voi chào. Cao 49. Dài mình voi là 55. Đế này là 40. Rộng đế 20. Mặt đôn 16 nhân cho 18. 16. 16 nhân 18. Hàng cũng đồng nai luôn nha. Lành tích cao luôn ha. Giao lưu bao ship một cặp gồm hai con như thế này với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng mã số 2D. Voi chào. Đây. Một cặp thì gồm hai con. Thì đa số người ta chưng thì người ta chưng cặp ha. Để cây đồ cũng rất là vững vàng nha. Cặp này thì cũng giống kích thước nhưng mà hoa văn màu thì khác nhau nè. Voi này là voi thành lễ. Kích thước giống nhau nha, dài 55. Không, dài này chắc không tới tại nó cái voi nó chào. Voi nó thành hành lễ xuống 48 mà nha. Cái này thì 40 nhân 20. Mặt đôn thì 16 nhân 18. Một cặp này cũng có giá là 2 triệu đồng bao ship toàn quốc. Hàng này thì bên em cũng có số lượng nha. Ai đặt số lượng thì giá sẽ giảm lại ha. Mã 3D bao ship toàn quốc. 2 triệu bao ship. Mã 4D. Một cặp nai được làm từ cây linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Đưa cái đầu bông nó ra. Cao là 105. Dài con nai là 68.
Dòng bụng như thế này là được 78. Thân cây hả? Thân cây lớn này khoảng 78 nha cô chú anh chị. Đúng rồi, hai con thì giống kích thước nhau nha, một cặp. Mã 4D. Lên không? Một cặp nai nha. Nói chung là nó cũng kính tàn hết trơn rồi. Về có gửi đi xa thì có vàng và rụng lá thì cô chú anh chị mình tưới nước giữ ẩm lên cả thân giúp em nha, nó sẽ lên hoa lại. Giá là 3.500.000 một cặp nai. Bao phí ship nha. Mã số 5. Cây này là cây linh sam, song hình nguyên rin không ghép. Cao là 42. Hàng già chi tay cực kỳ nha cô chú anh chị. Tàn 65. Rộng tàn 55. Quanh thân là 25. 5D luôn chậu, 1.800.000 đồng. 1.800.000 bao ship toàn quốc. Dòng này hoa tím nha. Luôn chậu 1.800.000. Mã 6D. Cây có chiều cao là 35. Tàn cây 65. Linh sam này mình muốn làm hoa rộ, bắt đầu xiết nước và lặt lá toàn bộ giúp em nha, khi mà lá già xanh rì như thế này ha. Cây có hoành thân là 18. Cái này bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình, giá là 1.700.000. 1.700.000 mà số 6D, linh sam song hình. Số điện thoại của em là 0939700449. Mã số 7D, cây linh sam siêu bông. Hàng này nuôi đế ống. Cây cao 64. Tàn 35. Hoa rất thơm nha cô chú anh chị. Thân cây là 14. Dòng đế này là 24. Sổ đế khoảng 10 phân. Em bao phí ship 650.000. Mã 8D. Cũng 650 bao ship. Cao 45. Tàn cây 40. Thằng xoắn khá đẹp. Quanh thân cây này thì khoảng 13-14. Dòng đế này 27. Giá cũng 650.000 mã 8D. Mã 9D, một cây mai chiếu thủy da đen, hàng lùng lực. Cây cao 28. Cái tàn cây tròn đều là 45. Củ lớn. Đế đều nha. Quanh thân 34. 9D, giao lưu với giá 1.300.000. Mã số 10. Cụm rừng mai chiếu thủy. Cây cao 30. Tàn dài 50. Tàn rộng khoảng tầm 25.
Đường kính chậu là 48, dài. Rồi chậu này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng mã số 10D. Mã số 11. Một cây sung. Thân cây co lắc. Cây cao 58. Tàn 45. Quanh thân cây tại đây là 23. Cây này giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Cây này nhỏ cho nên giá sẽ giảm lại là 1 triệu bao ship. Mã số 12D. Cây khế. Khế này ghép với khế nhật siêu trái nha. Cao 37. Tàn 45. Hàng này trái hoa quanh năm, vị chua và trái cũng khá lớn. Đang lên hoa lai rai nha cô chú anh chị. Hoa khế cực kỳ đẹp ha. Quanh thân cây tại đây là 14. Bộ đế dài nằm này là 28. Cái này em sẽ nhổ chậu bó bầu mã 12D, chọn gói bao ship cho cô chú anh chị mình giá 800. Mười ba D. Một cây nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm. Cây hiện tại đang hoa cực kỳ nhiều nha. Cái gì mà có nùi vậy? Cây cao 80. Nè, nụ nè. Nó vừa hết đợt này là nó xuống là nó sẽ tự làm lại đợt mới. Những này là nụ của nó hết nha. Cây hiện tại là nụ nhiều, rất là nhiều rồi. Tàn cây 60. Quanh thân cây 21. Đường kính bầu này 35. Cây có đế luôn nha. Em giao lưu bao phí ship cây này tới nơi cho cô chú anh chị, giá mình chỉ 900 ngàn bao ship. 13D900. Mười bốn D. Cây cao 77. Tàn cây 50. Đây là mấy cái hoa của nó vừa rụng nè. Hoa vừa rụng nè là nó sẽ tự động làm lại cái nụ mới luôn, không cần mình phải mất sức chăm nhiều ha. Dòng nguyệt quế này nó được cái là dậy hoa thì nở quanh năm, chăm cũng khá là dễ chăm. Quanh thân cây là 18. Đế đều 24 giờ luôn. Thân thì trực lắc. Giao lưu bao phí ship 800 ngàn đồng. Mã 14D800. Mã 15D mai chiếu thủy dòng trung nu. Thì clip nào cũng lên 1-2 cặp nha cô chú anh chị. Và giá thành chỉ có 400 ngàn đồng thôi. Cây cao là 49. Tàn cây là 38. Thân cây là 10. 15D. Giá giao lưu trọn gói đến nơi cho cô chú anh chị mình 400. Bao phí ship tận nhà nha. Rồi cặp này cũng 400 ngàn đồng luôn nha. Ai thích cặp nào thì alo về số điện thoại và Zalo của em là 0939700449. Cao 42. Tàn 35. Phơm tàn dày mịn. Bị mắc cái gì?
16D. Quanh thân cây là chính. Bên đây lớn hơn mẫu tử. Bao phí ship cho cô chú anh chị mình 400.000. Rồi em đến với những phôi bằng lăn rừng. Cây này dáng lật, tông khá đẹp. Cao là 50. Nhánh chi khá là nhiều ha. Bệ này là 40 ngang nha. Cây này đa số là hàng chơi lũa nha cô chú anh chị. Rồi em bao phí ship phôi này đến nơi cho cô chú anh chị mình, giá là 1.300.000. Mã số 17D 1.300.000. Mã số 18D. Cây cao là 50. Đây. Lên chọi khá là mạnh, tụi em không có tỉa nha. Để về cho cô chú anh chị mình biết được cái sự sống của cây nó cũng khá là mạnh nha. Bệ ngang là được 35. Mấy cái mặt cắt này về cô chú anh chị mình chỉnh sửa lại. Ôm đá. Em vô lưu phôi này tới nơi cho cô chú anh chị mình giá là 1.000.000 đồng. Mã số 18D. 19D một cây giáng lật mini. Cây cao 35. Mấy cây này về chỉnh sửa mấy cái mà cắt. Có mấy cái cây mà làm lũa rất là đẹp. Em đo tổng bệ tròn 70, ngang tương đương khoảng tầm 30. Em giao lưu bao phí ship phôi này đến nơi cho cô chú anh chị mình 800.000. Mã số 20. Kiếm miếng mỏng mỏng không bây gì mà dày vậy. 20D nha. Cây cao 40. Cây đang lên chòi lai rai. Mấy cái chòi của nó. Và ở mấy cái mặt cắt thì nó kéo nhựa. Bệ ngang là 35. Đặc thù của cây này là lũa cho nên nó cũng thích nghi với sự sống như vậy. Nghe cô chú anh chị, bởi vì nó khá là khỏe. Giao lưu bao phí ship phôi này đến nơi cho cô chú anh chị mình có giá là 1.000.000 đồng. Mã 20D. 21D. Cây này cao 42. Bằng lăng rừng hoa tím, lá nhỏ nha. Dòng này bán cũng khá là đại trà. Có thông tin tất cả trên các trang mạng xã hội nha cô chú anh chị. 32 tổng bệ ngang. Nè, cây lũa âm thân. Nè, còn tới đây. Đó, sành. Em giao lưu bao phí ship phôi này đến nơi 1.000.000 đồng. Mã số 21D. Một cây dáng cốt. Cao 62. Cây này là hàng đặc. Quanh thân cây là 45. Bầu dâm mũ về mình lên luôn cả chậu cái phần bao mai bầu giúp em ha. Mã 22. Bao phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình phôi này có giá là 800.000. Mã 23. Cây cao 55. Cây này hiện tại là đặc chứ không bọng. 65 tổng thân.
Em giao lưu bao phía ship phôi này đến nơi cho cô chú anh chị mình giá 700. Cây mã số 23. Ủa 24D chứ. 55. 55 cao 236 chi ha. Cây này cũng bọng nửa thân. Kéo nhựa khá mạnh. Tổng như thế này là 58. Rồi phôi này em báo giá cũng 700 bao ship. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ và bên em có chính sách bao sóng rõ ràng nha. Rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng cho em những clip vừa rồi. Và rất mong cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ em clip này ha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ạ.